cho người dân nhận, không ảnh hưởng gì cả, không vi phạm pháp luật, không vi phạm chỉ thị về phòng chống dịch bệnh. Tại sao các người không cho người ta nhận? Người dân người ta đói khổ mà các người ở đó đứng trơ mắt ra. Người ta chỉ ra nhận một bao gạo, người ta chở vào trong hẻm, trong phòng trọ của người ta, mà những cán bộ dân phòng không cho người ta nhận thì làm sao đây? Người ta biết đi ra lối nào để nhận gạo nữa đây? Bà con trong đây này, tôi đưa mấy bao gạo lên để cứu trợ cho người dân mà người dân không còn một cái đường hẻm nào đi ra cả. Trong lúc đó tại cái chốt ở đường Lê Văn Tách thì cán bộ không cho người dân ra nhận gạo. Chẳng những không cho người ta đi qua thì tôi còn không cho người ta nhận gạo nữa. Lãnh đạo nào của quận Thủ Đức chỉ đạo là không cho ra đây nhận gạo cứu trợ, nhận hàng hóa. Các anh nói với tôi. Lấy cái xe ra, cho xe ra các anh ơi. Lãnh đạo nào nói rằng, chỉ đạo rằng là người dân không được nhận gạo ở đây? Tôi hỏi các anh, lãnh đạo nào của quận Phú Đức chỉ đạo không, người dân không được nhận gạo, nhận hàng hóa ở đây? Anh vừa nói là lãnh đạo của quận Phú Đức chỉ đạo người dân không được nhận hàng hóa ở đây. Thế thì tôi hỏi, vị lãnh đạo đó tên là gì? Văn bản chỉ đạo ở đâu? Căn cứ nào không cho người dân nhận hàng hóa ở đây? Vừa phải thôi chứ. Người dân không có một cái đường nào đi ra. Người ta cùng khổ, người ta khổ cực, người ta ra đây để nhận bao gạo cứu trợ. Mà mấy người không cho người ta nhận là sao vậy? Mấy người có còn có trái tim hay không? Các người cho người dân nhận, không ảnh hưởng gì cả, không vi phạm pháp luật, không vi phạm chỉ thị về phòng chống dịch bệnh. Tại sao các người không cho người ta nhận? Người dân người ta đói khổ mà các người ở đó đứng trơ mắt ra. Người ta chỉ ra nhận một bao gạo, người ta chở vào trong hẻm, trong phòng trọ của người ta, mà những cán bộ dân phòng không cho người ta nhận thì làm sao đây? Người ta biết đi ra lối nào để nhận gạo nữa đây? Bà con trong đây này, tôi đưa mấy bao gạo lên để cứu trợ cho người dân mà người dân không còn một cái đường hẻm nào đi ra cả. Trong lúc đó tại cái chốt ở đường Lê Văn Tách thì cán bộ không cho người dân ra nhận gạo. Chẳng những không cho người ta đi qua thì tôi còn không cho người ta nhận gạo nữa. Lãnh đạo nào của quận Thủ Đức chỉ đạo là không cho ra đây nhận gạo cứu trợ, nhận hàng hóa. Các anh nói với tôi.